Các bạn đang nghe bộ truyện dài kỳ Gặp đúng lúc, yêu đúng người của tác giả Túy Thời Miên, Được phát sóng độc quyền trên kênh YouTube nghe Chan đọc truyện ngôn tình. Các bạn đừng quên để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc khi nghe chuyện like share video để ủng hộ cho Chan, đăng ký kênh để không bỏ lỡ tập truyện mới nhất. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 470 có chút ngốc nghếch Nghĩ tới đây tao cảnh đồng đi qua Ngồi xuống bên cạnh cô Sau này có chuyện như vậy thì gọi điện thoại Để tôi bảo người sắp xếp Sao em phải đích thân đi cùng Đều là một đám trẻ con Em cũng không thể chơi chung với chúng Rất nhàm chán Cậu ta nói rất tự nhiên Toàn phù quang đã im lặng một lúc Trong ánh mắt lại hiện lên tia sáng không rõ ý nghĩa Nhưng mà cô nhanh chóng đặt trái nước trái cây trên tay xuống Khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày Tao cảnh đồng Tôi biết bây giờ anh đã có bản lĩnh, bất động sản hay quán bar gì đó cũng kiếm được không ít. Nhưng tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng quản chuyện của tôi. Tôi cũng không đến lượt anh quản. Nói xong đoàn phù quang đứng lên. Cơn chóng váng làm cơ thể cô lảo đảo. Đoàn phù quang miễn cưỡng đứng vững, cảm thấy toàn thân nóng lên. Cô có chút tức giận hỏi. Ông chủ lớn sao lại không nỡ bật điều hòa thế? Tao cảnh đông bật cười. Đã bật đến 22 độ rồi, em còn muốn thấp hơn nữa à? Cô kinh ngạc. À, tôi sắp nóng chết rồi. Miệng khô lưỡi khô tim đập mạnh, hơn nữa gương mặt giống như bị bỏng, đầu căng lên đau nhức. "Ly rượu em vừa uống hình như vốn không phải là của em." Cậu ta nhớ lại một chút Nh... tốt bụng nhắc nhở. Sau khi Tôn Công tử rời đi, mọi người lại ngồi xuống. Nếu tao cảnh đồng nhớ không nhầm, đoàn phục quang vì trốn mình cho nên đã co vào trong góc, tiện tay cầm một ly rượu trên bàn. Cậu ta nhắc nhở như vậy, hình như cô cũng nghĩ đến điều gì đó. "Ly rượu kia chắc là của Tuyết Nhi." Ly của tôi đặt cạnh ly của con bé Đoàn phù quang lầm bầm Tàu cảnh đồng sờ căm nghiền ngẫm nói Thủ đoạn hèn hạ Trước thuốc vụng về như vậy Đúng là phong cách làm việc của một tên nhóc 20 tuổi Cô kinh ngạc Anh nói cái gì Cậu ta dịch lại gần Cúi người áp vào bên tai đoàn phù quang nhỏ giọng nói Em không phát hiện ra sao Trong nhóm người kia Có một cậu con trai rất thích em họ của em Người đeo kính ra thế có vẻ rất giàu có Nhưng em họ em lại không thích cậu ta Đoàn phù quang suy nghĩ một chút gật đầu Đúng vậy Tôi biết người anh nói kia là ai Đúng là nhà cậu ta có tiền Nghe nói trong tay cha cậu ta có rất nhiều hầm mỏ Cuối cùng cô cũng hiểu được Ý của tao cảnh đồng Thì ra mình đã vô tình giúp Nhạc tuyết uống ly rượu bị người ta bỏ thuốc kia Hóa ra cái tên con trai nhà giàu Có gia đình có hầm mỏ kia Muốn ra tay với nhạc tuyết Chỉ tiếc ma xui quỷ khiến thế nào Lúc ấy thần chí đoàn phù quang có chút không tập trung Lại lập tức cầm nhầm ly tôi tôi đi tìm cậu ta cô nghiến răng định đi xuống tầng ta cảnh đồng kéo đoàn phù quang lại hỏi em dựa vào cái gì mà đi tìm cậu ta em vừa không có chứng cứ khu ăn tiêu là nơi riêng tư của khách chúng tôi cũng không lắp camera chỉ cần cậu ta kiên quyết không thừa nhận có khi còn nói em là phỉ bán cậu ta nữa đấy đoàn phù quang tức giận toàn thân run rẩy vậy thì tha cho cậu ta như thế sao hơn nữa tôi cũng không thể để tuyết nhi làm bạn với loại người này tôi Cô đang nổi giận, đột nhiên phát hiện lúc này mình đã được tàu cảnh đồng ôm vào lòng. Hai cánh tay của ta đang vòng qua eo mình, thế này thì hơi quá đáng rồi. Đoàn phù quang phát giác ra, bắt đầu vùng vẫy. Khó khăn lắm tàu cảnh đồng mới có được cơ hội, sao có thể bỏ qua cho cô. Cậu ta không chỉ không buông, hơn nữa còn giơ một tay nắm lấy cảm cô, ép cô hôn mình. Lúc đầu đoàn phù quang vẫn còn kháng cự, nhưng không biết có phải là do ly rượu kia bắt đầu có tác dụng hay không, mà cô cảm thấy thân thể của tàu cảnh đồng vô cùng mát mẻ dựa vào rất thoải mái, dễ chịu. Bây giờ em muốn đi bệnh viện vẫn còn kịp. Trong cơn mơ hồ, đỉnh đầu truyền đến âm thanh trêu chọc của cậu ta. Đoàn phù quang liếm môi, giọng nói khàn khàn. Anh không thể chữa cho tôi sao? Cô muốn được thả vào trong bồn tắm nước lạnh, ngầm một tiếng, vậy là có thể ổn định lại rồi. Nhưng đương nhiên tạc cảnh đồng không nỡ làm như vậy. Đợi một chút, anh đi gọi điện thoại. Thời khắc mấu chốt vậy mà cậu ta lại rất áo rời đi như vậy. Đoàn phù quang được đặt lên sofa, cái váy của cô đã có vô số nếp nhăn ta cảnh đồng đi đến bên cạnh cầm lấy điện thoại không biết nói gì với bên kia mấy phút đồng hồ chờ cậu ta quay lại mới phát hiện đoàn phù quang đầm đìa mồ hôi nằm trên sofa khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín đi thôi đến bệnh viện cậu ta khoác áo lên người cô giơ tay ra bế cô lên đoàn phù quang lúng túng chỉ muốn tìm một kẽ hở mà chui vào bởi vì chuyện như vậy mà đi bệnh viện cô sẽ xấu hổ không muốn làm người nữa mất không có gì xấu hổ cả Ngược lại kẻ làm chuyện này mới là vô liêm sỉ Tao cảnh đồng ôm chặt cô thản nhiên nói Lúc bọn họ đi xuống tầng Phát hiện nhóm người nhạc tuyết đã không còn ở đó nữa Lúc này đoàn phù quang mới nhớ ra Nhiệm vụ chủ yếu của cô tối nay Chính là phụ trách chăm hóc Cô em họ kia Cô bất an nhúc nhích giơ tay tìm điện thoại muốn gọi điện cho nhạc tuyết Đừng lộn xộn Tôi đã cho người đưa cô ấy về rồi Em không cần phải bận tâm vào nữa Đoàn phù quang vừa cử động Tao cảnh đồng đã đoán được suy nghĩ của cô Vội vàng ấn cô lại anh đã sắp xếp xong hết rồi sao? Cô kinh ngạc hỏi. Thì ra, sở dĩ cậu ta muốn gọi điện thoại là vì chuyện này. Trong lòng đoàn Vũ quang đột nhiên có chút chua xót. Nhạc tuyết con nhỏ, dáng vẻ rất xinh đẹp ngọt ngào. Không có người đàn ông nào gặp rồi mà không thích con bé cả đúng không? Nghĩ tới đây cô lại cúi đầu, cụp mắt xuống. Tào cảnh đồng cố nhịn cười, giơ tay nắm cổ tay cô. Rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ cái gì thế? Hơn nữa chẳng lẽ tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào xinh đẹp hơn cô ấy à? đoàn phủ quang bĩu môi đáp trả đúng 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 anh biết sâu hiểu rộng nói xong cô muốn rút cổ tay mình về lại bị cậu ta nắm càng chặt hơn bây giờ biết ghen rồi à tiếng cười của tàu cảnh đồng truyền từ trên đỉnh đầu dồn đến nhẹ nhàng giống như một chiếc lông chim không ngừng làm rung động trái tim của đoàn phủ quang cô ngẩn ra nhưng không cãi lại thì ra cảm giác kỳ quái này chính là ghen ư lúc cô thấy nhạc tuyết chủ động đi đến chỗ tàu cảnh đồng đòi hôn cô đã có một chút oán giận lại cảm thấy nỗi sợ hãi lấp đầy khoang ngực còn mơ hồ nổi giận cảm xúc lẫn lộn khó nói nên lời ngoan ngoãn ngồi xuống đi tôi đưa em đến một phòng khám tư nhân sau khi xác định không có việc gì sẽ dẫn em đi ăn đủ ngon đặt cô xuống ghế phụ ta cảnh đồng giơ tay xoa đầu đoàn phù quang dịu dàng nói lúc này cô mới ý thức được mình đã ngồi trên xe rồi tôi không sao tôi muốn về nhà đoàn phù quang bướng bỉnh nói em chắc chứ mà em bây giờ giống mông của đám khỉ đi đỏ rồi đấy tàu cảnh đồng không để ý đến cô trực tiếp khởi động xe phòng khám tư nhân cách quán bar cũng không xa lái xe chưa đến 10 phút quả nhiên tàu cảnh đồng có quen biết với bác sĩ ở đó và phù quang ngồi trong phòng điều trị hai người bọn họ ở bên ngoài nói chuyện cô dựng tay lên thầy bác sĩ kia thỉnh thoảng lại bật cười không lầm chứ đã là cái thời đại nào rồi mà còn có người tin tưởng cái này loại thuốc này căn bản là một sản phẩm độc hại có thể gây tổn thương cho cơ thể nếu như cậu muốn tăng thêm hứng thú, tôi có thể giới thiệu với cậu một vài loại an toàn có hiệu quả khác. Không phải là tôi làm, đây không phải là cẩn thận bị người khác chơi xấu sao? Cậu đừng có lên lớp tôi nữa, nhà nghĩ cách đi, vừa mới uống thôi chắc là không sao chứ. Tào Cảnh Đồng liên tục thúc giục, trong giọng nói mang theo sự quan tâm rõ ràng. Biết rồi biết rồi, nếu thật sự có chuyện gì tôi cũng sẽ không ở đây nhiều lời với cậu đâu. Hai người nhanh chóng đi vào mặt phù quang vừa thẹn thùng vừa xấu hổ cô vội vàng ngồi thẳng lên lúng túng nhìn bác sĩ sau đó bác sĩ thúc nôn cho cô lái cho uống một ít thuốc được rồi về nhà nhớ uống nhiều nước mau chóng bài tiết hết nghe bác sĩ nói xong tao cảnh đồng vẫn không yên tâm lắm vậy là được rồi à chẳng lẽ cậu lại muốn ở lại truyền dịch phẫu thuật nữa à bác sĩ hỏi ngược lại không đợi tàu cảnh đồng trả lời mặt phù quang đã nhảy dựng lên khỏi ghế tôi ổn rồi tôi thật sự ổn rồi bác sĩ cảm ơn anh tôi có thể đi được chưa cô không muốn vì chuyện này mà phải dày vò mất thời gian nữa truyền dịch phẫu thuật thôi được rồi chúng ta về trước nếu còn chỗ nào không khỏe tôi lại đưa em tới đây tàu cảnh đông bất đắc dĩ nói hai người đi ra khỏi phòng khám trên người đoàn phủ quang vẫn còn khoác áo khoác của cậu ta tôi gọi xe về nhà cô cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân cũng không nhìn cậu ta chuyện tối hôm nay may mà có tàu cảnh đông nếu không không biết mình sẽ làm ra hành động mất mặt nào nữa Nhưng muốn để đoàn phù quang chính miệng nói cảm ơn Vẫn rất khó khăn Bây giờ em vẫn ở chung cư vọng cảnh à Bên đó không có gì ngon cả Bây giờ có lẽ cũng chỉ còn cửa hàng tiện lợi còn mở cửa nữa thôi Cả tối nay em vẫn chưa ăn gì Chắc là đói bụng rồi Tàu cảnh đồng giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ Cậu ta vừa nói xong Bụng đoàn phù quang đã kêu ọc ọc Cô vô cùng lúng túng vội vàng che bụng Nghe thấy hết rồi Cậu ta không nhìn được bật cười Đừng cố chấp nữa Bây giờ em cần ăn gì đó Tắm nước nóng rồi ngủ Đi nào tôi sống ở gần đây Tao cảnh đồng dừng cười giơ tay vòng qua vai đoàn phủ quang Nhét cô vào trong xe Đây là lần đầu tiên đoàn phủ quang Tới căn nhà tao cảnh đồng mới mua Không lớn lắm Nhưng một người ở lại có Tránh khỏi cảm giác trống vắng Em đi tắm rửa đi Xong là có thể ăn cơm rồi Sau khi vào nhà Tào Cảnh Đồng chỉ về phía phòng tắm Đoàn Phù Quang vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích Sao thế? Chê điều kiện không tốt à? Đúng là nơi này không so được với nhà em. Chờ sau này tôi kiếm thêm tiền lại đổi căn nhà lớn hơn cho em ở. Ngoan nào. Cậu ta vừa mở tủ lạnh ra vừa dỗ dành. Nghe xong lời nói này, cô tức giận đến nỗi ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên. Tào cảnh đồng, anh nghĩ mình là gì của tôi? Tôi cần anh mua nhà lớn cho tôi à? Anh cũng không nhìn lại mình xem, xem mình là gì? Anh... Rốt cuộc người đàn ông này có hiểu cái gì gọi là xấu hổ hay không? Có phải không biết liếm sỉ không? Mình đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi Sao anh vẫn cứ bám lấy không tha Tôi không là gì cả Tôi chỉ là một người đàn ông thích em Muốn ở bên em mà thôi Tôi biết em chẳng thiếu gì Nhưng cái gì tôi cũng muốn cho em Tôi thừa nhận Như vậy quả thật có chút ngốc ngách Chương 471 Bực bội Nói xong tạo cảnh đồng lấy mấy nguyên liệu nấu ăn ra khỏi tủ lạnh May mà cứ cách hai ngày Cậu ta lại vào cô giúp việc đến dọn dẹp một chút cũng không đến nỗi không nấu được hai ba món ăn đơn giản Tôi biết tôi không xứng với em Nhưng tôi vẫn đang cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng ta Cậu ta lần lượt mang đồ ra Vặn vòi nước nghiêm túc rửa Lúc nói những lời này Tào Cảnh Đồng quay lưng về phía đoàn phù quang Vì vậy cô không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu ta Cô hùng hằng dậm chân Nhưng cũng không nói thêm lời nào khó nghe nữa Nhanh đi tắm rửa đi Lúc quay người lại Tào Cảnh Đồng đã khôi phục lại về mặt bình thường à đúng rồi tôi đi lấy quần áo cho em cậu ta xoa tay đi vào phòng ngủ Lụng đi ra trên tay tàu cành đông cầm một bộ đồ ngủ của nữ là đồ mới đấy đã giặt rồi nghe giọng điệu của cậu ta dường như đã sớm nghĩ tới việc một ngày nào đó đoàn phục quang sẽ tới nơi đây ngủ lại cũng giống như trái nước trái cây nhập khẩu kia thật ra cậu ta đã chuẩn bị rất lâu rồi thậm chí cho rằng vĩnh viễn đều không sử dụng đến nhưng vẫn chuẩn bị nhìn tàu cành đông nửa phút đoàn phù quang mới cầm lấy đồ ngủ thở phì phò đi vào phòng tắm. Cô cố ý lề mề, tắm gần nửa tiếng mới đi ra. Vừa đúng lúc, người đàn ông đeo tạp dề ngẩng đầu lên cười, trên tay còn bê một đĩa đồ ăn. Mặc dù không tình nguyện, nhưng đoàn phù quang vẫn đi tới theo bản năng, cho đến khi đến bên cạnh bàn ăn. Cô cảm thấy mùi thơm như đang hấp dẫn mình, làm cô không có cách nào kháng cự lại được. Vốn dĩ muốn bộc lộ tài năng, nhưng bây giờ tốt nhất em vẫn nên ăn thanh đạm một chút. Tao Kinh Đông vừa nói, vừa bê một cái bát canh bí đao nấu tôm ra đặt trên bàn bên cạnh đoàn phù quang. Tôi nhớ ba mẹ tôi từng nói, bí đao chỉ độc lợi tiểu, em phải ăn nhiều chút. Cô cảm nhận được mùi vị tươi ngon bay tới. Giờ phút này, bát canh bày ra trước mặt đã không chỉ là bát canh, mà là món ăn quý báu và lạ, khó có được. Đoàn phù quang cũng không khách sáo, cầm lấy thìa uống một ngụm, sau đó không dừng lại được nữa. Cô uống một hơi cạn sạch ba bát nhỏ, lúc vẫn còn muốn uống nữa lại bị tàu Cảnh Đồng ngăn lại. Được rồi, ăn chút đồ đi. nửa đêm rồi đấy, đừng chỉ rót nước vào bụng. Nghĩ cũng đúng. Đoàn Phù Quang thu tay lại. Bữa cơm có thể nói rất thanh đạm bình thường. Đoàn Phù Quang vốn là một người rất kén ăn, nhưng bởi vì đã cực đói, nên cũng ăn rất ngon miệng. Tàu Cảnh Đồng ăn ít hơn cô. Về cơ bản luôn là cô ngồi ăn, còn cậu ta thì ngồi nhìn. Uhm, để tôi rửa bát đi. Cũng không thể ăn uống chùa được Cô đặt đũa xuống có chút xấu hổ nói Cậu ta chống tay vào đầu nhìn cô Tâm trạng không tệ Trong nhà có máy rửa bát Ý là không cần làm phiền đôi tay mềm mại kia của cô Ồ Vậy thì tôi không rửa nữa Đoàn phù quang bị nhìn đến mức có chút hoảng hốt Cô đẩy bát đũa về phía trước Đi lấy điện thoại muốn gọi xe Đã muộn rồi Tôi không yên tâm để em về một mình Nhưng tôi cũng mệt rồi tôi không muốn lái xe đưa em về Tào Cảnh Đồng tựa lưng vào ghế, lười biếng nói: Anh có ý gì? Đoàn Phù Quang cầm điện thoại nghe vậy, cô lập tức quay đầu lại, chừng cậu ta một cái. Em cảm thấy bộ đồ ngủ này có được không? Tào Cảnh Đồng không trả lời mà hỏi ngược lại. Cô cúi đầu nhìn một cái, trả lời qua loa. Cũng được. Lúc cô mặc nó vào, phát hiện rất vừa vặn. Chính vì quá vừa vặn nên trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không ngờ anh lại cẩn thận như vậy. Tôi cảm thấy rất đẹp. Mặc ở trên người em rất đẹp. Nhưng nếu như để tôi tự tay cởi ra, có lẽ thì càng đẹp hơn. Rất lời tàu cảnh đồng thu chân lại, cậu ta trực tiếp đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt đoàn phù quang. Trong tiếng hét thất thanh của cô, cậu ta bế ngang cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Tay đoàn phù quang vừa buông lòng, điện thoại đã rơi xuống sàn nhà. Cuối cùng cô không nhớ rõ mình đã ngủ thế nào, chỉ nhớ là rất mệt. Mệt đến cực hạn, mệt đến nỗi không chờ mình được, chỉ có thể mặc cho người đàn ông bên cạnh ôm thật chặt. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Đoàn Phù Quang đã tỉnh giấc. Hai năm qua, đồng hồ sinh học của cô đã vô cùng chuẩn xác, cho dù thức khuya đến đâu, nhiệt định sẽ tỉnh trước 6 giờ sáng hôm sau. Đương nhiên, Tào Cảnh Đồng vẫn còn ngủ rất ngon. Đoàn Phù Quang không vội vàng rời giường mà yên lặng nhìn cậu ta, cô có chút cạn lời, tại sao lại ngủ với anh chứ? Mà anh cũng không ép mình, chứng tỏ thật ra mình cũng tình nguyện. Đoàn Phù Quang thở dài một hơi, nhẹ nhàng bước xuống giường. Cô mặc quần áo xong không rửa mặt cũng chẳng đánh răng Chốt dạ rời khỏi nhà tao cảnh đông Đoàn phù quang bắt taxi về chung cư của mình Vừa tắm rửa xong Đang chuẩn bị đến công ty Vẫn chưa đi ra ngoài đã nhận được điện thoại của bà đoàn Mẹ Sao sang sơn đã tìm con thế Cô có chút kinh ngạc hỏi Bình thường mỗi lần bà đoàn gọi điện thoại tới Đều không có chuyện tốt lành gì Không phải muốn mua quần áo Thì chính là muốn mua túi sách Tiền bạc của bà ta nhất định không thể động tới Vì vậy chỉ có thể tìm tới con gái con tưởng mẹ muốn tìm con sao? Tối hôm qua con đã đi đâu? Tuyết Nhi lo lắng cho con, sáng sớm đã đến đây, sợ con xảy ra chuyện, con đang ở đâu? Mau đến đây cho mẹ." Bà Đoàn không vui gầm lên. "Tuyết Nhi đến đó à? Con còn có thể ở đâu được nữa? Đương nhiên là ở nhà con rồi. Không tin con mở video cho mẹ xem." Đoàn Phù Quang không nói nhiều lời cũng điện thoại, sau đó chuyển sang gọi video. Không quá 2 giây, bà Đoàn đã nhận cuộc gọi video. Đoàn Phù Quang rất khoát cầm lấy điện thoại quay một vòng trước cửa nhà. Mẹ thấy chưa? Đây là nhà con, nhất định mẹ có thể nhận ra. Được rồi, con sẽ qua đó một chuyến. Dù sao tháng nay cũng không có việc gì, con đến công ty muộn một chút cũng được. Cô ngắt cuộc gọi, trong lòng âm thầm cảm thấy bực bội với nhạc tuyết. Chuyện gì thế không biết, luôn miệng nói lo lắng cho mình. Kết quả lại không hề gọi một cuộc điện thoại nào, trực tiếp chạy tến nói linh tinh ở nhà họ đoàn. Ám chỉ cô cả đêm không về nhà. Chẳng lẽ những cô gái trẻ tuổi bây giờ đều có tâm địa như vậy ư? Đoàn phù quang cười lạnh, Thật đúng là tự thẹn không bằng. Cô cầm lấy chìa khóa xe lập tức đi ra ngoài, vẫn còn sớm, dọc đường xe cộ thông suốt, Đoàn phủ Quang lái xe không đến nửa tiếng đã về đến nhà. Vừa vào tới nhà, cô đã nhìn thấy bà Đoàn và Nhạc Tuyết ngồi trên sofa nói chuyện thân thiết. Nhìn qua, hai người bọn họ cực kỳ giống mẹ con, mình ngược lại như thành người ngoài. "Mẹ, con về rồi. Tuyết Nhi, em cũng tới à?" Đoàn Phù Quang thay dép đi thẳng tới, ngồi xuống sofa. Dù sao đây cũng là nhà mình Cô cũng không cần phải khách sáo với ai Chị họ, tối hôm qua chị đi đâu thế Em lo cho chị lắm đấy Nhạc tuyết ngồi trên sofa ân cần nói Tạm thời cho dù là thật sự lo lắng Hay là giả vờ lo lắng Thì trong lòng đoàn phù quang Đã có chút bất mãn đối với cô em họ này rồi Vì vậy cô cũng chỉ hờ hững trả lời một câu À, chị đi gặp một người bạn cũ Cùng nhau ôn lại chuyện xưa thôi Bạn cũ nào ạ à? Là tào tổng hôm qua gặp đó à Nhạc tuyết chớp mắt cô ý nhắc tới tao cảnh đồng quả nhiên bà đoàn cũng tò mò hỏi thăm tào tổng nào sao trước kia mẹ chưa từng nghe thấy mẹ bây giờ mở công ty rất dễ tùy tiện cũng có thể làm ông chủ đi ra ngoài dạo bộ một vòng không phải trương tổng thì chính là vương tổng muốn để cho mẹ nghe thấy người bình thường vẫn chưa đủ tư cách đâu đoàn phù quang cười ứng phó cô quá hiểu tính tình mẹ mình chỉ cần lấy lòng vài câu là có thể dỗ bà xoay vòng vòng câu này hoàn toàn có hiệu quả Bà Đoàn lập tức giả vờ tức giận, thật ra lại vui vẻ nói. Đúng là miệng lưỡi trơn chu, kết giao với nhiều bạn bè cũng tốt, nói không chừng có thể có tác dụng. Thấy là bà ta không mấy quan tâm, nhạc tuyết vội vàng bổ sung thêm. Không phải đâu, cho thấy tàu tổng kia cũng không hề đơn giản, đến tôn công tử mà anh ta cũng dám đắc tội. Hướng hồ anh ta còn trẻ như vậy, tương lai nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ. Nghe cô ta nói như vậy, tính tò mò của bà Đoàn lại nổi lên. Tôn công tử, Cha cậu ta là giám đốc ngân hàng đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi? Chưa kết hôn đúng không? Đã có bạn gái chưa? Bà ta hỏi một hơi hoàn toàn không ý thức được mình đã hỏi quá nhiều vấn đề. Hơn nữa toàn là mấy vấn đề chẳng ăn nhập gì với nhau. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Tuyết Nhi, chuyện của tôn công tử có lẽ em còn rõ ràng hơn cả chị. Chị khát rồi, muốn uống ngụm nước trước. Em cứ kể cho mẹ nghe đi nhé. Đoàn phù quang vẫy tay gọi người giúp việc trong nhà tới. Cô, cháu muốn uống nước. Cô lấy giúp cháu một cốc. Cảm ơn. Cô quay đầu đi, mặc cho nhạc tuyết ở bên cạnh. Nhạc tuyết há to miệng, hình như không ngờ đoàn phù quang lại đổi chủ đề như vậy, dẫn lửa chiến lên người mình. Tuyết nhi, rốt cuộc là chuyện gì thế? Bà đoàn cũng đã mơ hồ nhận ra có chút kỳ lạ, hỏi nhạc tuyết. À, thật ra không có gì, trung hải lớn như vậy, đi ra ngoài chơi một chút cũng gặp được người quen. À đúng rồi, đây là đồ mẹ cháu bảo cháu thuận tiện mang tới đây đương nhiên nhạc tuyết cũng không muốn nhắc đến tên họ tôn đáng ghét kia cô ta lấy một hộp trang sức ra khỏi túi đưa cho bà đoàn xem kìa mẹ cháu thật sự khách sáo quá hai bên đều là chị em còn tặng quà cho bác làm gì chứ vừa hay bác cũng mới mua một ít tổ yến lát nữa cháu mang về nhé là huyết yến chứ không phải là hàng thứ phẩm đâu bà đoàn vừa vui vẻ nói vừa mở cái hộp trang sức kia ra là một đôi bông tai kim cương nhưng kiểu sáng đã là của vài năm trước đã không còn thịnh hành nữa. Đeo vào chỉ sợ không dám ra ngoài, nếu tốn tiền sửa lại thì cũng mất một khoản không nhỏ. Có lẽ bà Lạc cũng cảm thấy không đáng giá, dứt khoát lấy ra tặng người khác. Trong lòng hiểu rõ hàm ý của người tặng, sắc mặt bà đoàn lập tức trở nên khó coi. Đừng nói là chị em họ, cho dù là chị em ruột, đôi khi cũng không tránh được so sánh. Người bình thường còn như thế càng được nói là kiểu người như bọn họ. Bác, trước kia bác chưa từng gặp tào tổng kia sao? Tôi thấy quan hệ giữa chị họ và anh ta rất tốt Hai người đứng cạnh nhau thật sự là trai tài gái sắc đấy Nhạc tuyết nhân cơ hội nói Bà đoàn vốn còn đắm chìm trong phiền muộn À đàn bà kia tính kế mình Mình không chỉ phải bỏ ra một khoản tiền đi sửa lại đôi bông tai này Còn mất một phần huyết yến Hơn nữa tự dưng chịu nợ người ta một ân tình Vừa nghe thấy bốn chữ trai tài gái sắc Lúc này bà ta mới hoàn hồn lại Chương 472 Em vừa gặp đã yêu anh ấy rồi Cái gì? quan hệ rất tốt bà đoàn nhìn thẳng về phía đoàn phù quang chẳng lẽ con gái đã yêu rồi à sao bà ta lại không biết đối phương có lai lịch gia đình như thế nào có thể giúp cha mẹ vợ không chuyện đẹp xấu cao thấp tính sao cũng được nếu như trước đó nhạc tuyết chỉ là vô tình hành động nhưng cho tới bây giờ đoàn phù quang có thể khẳng định chắc chắn cô ta đang cố ý gây chuyện vừa rồi mình đã thể hiện vô cùng rõ ràng rằng không muốn nói nhiều về chuyện này nhưng cô ta cứ năm lần bảy lượt nhắc tới Rốt cuộc đang có ý đồ gì? Là muốn người trong nhà nhúng tay vào chuyện yêu đương và hôn nhân của mình, hay là chạy tới tìm hiểu thực sự quan hệ giữa cô và Tào Cảnh Đồng? Cho dù là khả năng nào thì đều khiến cho người ta chán ghét. Bọn con bàn chuyện làm ăn, chú trọng nhất chính là sự nhanh nhẹn, phải tạo quan hệ tốt với người khác. Mẹ, Tào tổng là ông chủ của công ty bất động sản Thành Quy, mẹ nói gặp ở bên ngoài, con có thể không nói chuyện, uống ly rượu với người ta à? Huống hồ cái tên tôn công tử nổi tiếng xấu xa kia còn muốn bắt nạt Tuyết Nhi, may mà có Tào tổng ra tay giải vây giúp chúng con. Mà Tuyết Nhi em vẫn còn nhỏ, ngày hôm qua là sinh nhật em nên chị mới cho phép em đến quán bar. Về sau tuyệt đối không được đi nữa, tránh xảy ra chuyện. Nhớ chưa? Đoàn Phù Quang uống một ngụm nước, lúc này mới chậm rãi nói: Nếu như Nhạc Tuyết muốn xem náo nhiệt, được lắm, vậy cô sẽ kéo cô ta cùng xuống nước luôn. Quả nhiên bà Đoàn có chút không vui nhớ mày. Tuyết Nhi quán bà quả thực là không phải nơi tốt đẹp gì nên nghe lời chị họ cháu sau này đừng có đến đó nữa bà ta lại quay đầu lại còn cũng thật là không nên đưa em đến chỗ như vậy còn cũng không được đi không phải tuyết nhi đón sinh nhật sao có một đám người cả nam cả nữ đều là bạn của tuyết nhi à đúng rồi trong đó hình như có một người là bạn trai của tuyết nhi trông rất đẹp trai gia cảnh cũng bề thế đúng không đoàn phù quang cầm cốc nước cố ý chớp mắt với nhạc tuyết bà đoàn luôn là người thích hóng chuyện Nghe thấy cô nói như vậy, mắt lập tức sáng lên, nắm lấy tay nhạc tuyết. Màu nói với bác đi, nhà cậu ta làm gì? Cháu cũng không còn nhỏ nữa, cũng 21 tuổi rồi. Nếu gặp được người có điều kiện tốt thì phải nắm cho chắc. Nhất định đừng giống như chị họ của cháu. Trưởng thành rồi nhưng vẫn không tìm được một người đàn ông tốt. bạn đã sốt ruột muốn chết rồi. Khóe miệng nhạc tuyết giật giật, ngượng ngùng nhìn bà ta. Bác, làm gì có bạn trai nào? Bác đừng nghe chị họ nói lung tung. Chúng cháu chỉ là bạn học, không có gì đâu cuối cùng cô ta cũng không ngồi được nữa đứng dậy muốn đi cho đến từ sớm chắc chắn là vẫn chưa ăn sáng đúng không vừa hay ba người chúng ta cùng ăn chung bà đoàn nhiệt tình nói thôi ạ à, cháu còn phải về trường học nhạc tuyết từ chối đi thẳng về phía cửa đoàn phù quang đi theo sau thản nhiên nói mẹ mẹ ăn sáng trước đi con đi tuyễn tuyết nhi hai người cùng đi ra khỏi nhà họ đoàn nhạc tuyết muốn nói lại thôi trước lúc lên xe cô ta vẫn còn có chút ấm ức hỏi Chị họ, có phải chị giận em rồi không? Em thật sự sợ chị xảy ra chuyện. Tối hôm qua cũng không ngủ ngon. Hôm nay trời vừa sáng đã vội đến tìm chị. Đoàn phù quang mỉm cười. Không phải chị vẫn đang đứng trước mặt em đây sao? Nếu như ban ngày em không có giờ học, thì về ký túc xá ngủ một giấc đi. Vâng, chị không sao thì em yên tâm rồi. Nhạc tuyết cười ngọt ngào. Nhưng đoàn phù quang biết, cô ta vẫn còn lời muốn nói. Quả nhiên, nhạc tuyết lại nhíu mày nhẹ giọng hỏi. Chị họ, Chị cùng với tàu tổng kia, hai người... Cô ta nhớ rất rõ lý do tối hôm qua người đàn ông kia từ chối mình. Anh ta nói, anh ta là anh rể tương lai của cô. Ý này không phải là... Đây là chuyện của chị, chị không muốn nói nhiều. Một cơn gió thổi qua, đoàn phù quang tiện tay sửa lại tóc hơi hợt trả lời. Không phải tào tổng là bạn trai của chị chứ? Nhạc tuyết nghiêng đầu hỏi lại lần nữa. Lạ thật, sao tự dưng em lại quan tâm đến chuyện này thế? tuy đoàn phù quang vẫn còn giữa vẻ tươi cười nhưng chỉ cần là người tinh mắt thì đều có thể thấy được nụ cười của cô không phát ra từ nội tâm chỉ là khách sáo mà thôi chị họ nhà tuyết im lặng mấy giây bỗng nhiên tiến lên hai bước sắp áp sát vào người đoàn phù quang em nghe ngóng được thì ra anh ấy chính là Tào cảnh đông trước kia là trợ lý của tổng giám đốc tập đoàn phó thị bây giờ đang tự lập nghiệp em muốn nói là nếu như anh ấy không phải là người đàn ông của chị thì em sẽ theo đuổi anh ấy em vừa gặp lại yêu anh ấy rồi cho dù trên mặt nhạc tuyết có chút thẹn thùng nhưng ánh mắt và giọng nói của cô ta lại vô cùng kiên quyết nhìn dáng vẻ cô ta có lẽ không giống như đang nói đùa đoàn phù quang lập tức cảm giác tim mình đập nhanh thỉnh thịch nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cho dù bị dọa nhưng cô vẫn biểu hiện vô cùng thản nhiên em còn nhỏ không nên theo đuổi đàn ông sẽ bị người khác xem thường trong vấn đề này đoàn phù quang vẫn có quyền lên tiếng Mấy năm trước, không phải cô cũng vì theo đuổi một người đàn ông mà trở thành trò cười cho cả gia tộc, thậm chí toàn bộ Trung Hải hay sao? Trong một hai năm gần đây, tất cả mọi người gần như đã quên mất rồi, mới dần dần không ai nhắc đến nữa. Chị họ, em và chị không giống nhau. Em còn trẻ gia đình có thế lực, cũng xinh đẹp. Càng quan trọng hơn là, ta cảnh đồng không giống những người đàn ông khác. Xuất thân của anh ấy thấp kém, có khát vọng rất lớn đối với thành công. Em nghĩ anh ấy tuyệt đối không cam lòng tìm một người phụ nữ không thể giúp ích cho sự nghiệp của anh ấy. Nhạc tuyết ngẩng khuôn mặt tươi cười lên, tràn đầy tự tin nói. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra trong vẻ mặt của cô ta giờ phút này cũng không còn sự dịu dàng thường ngày nữa. Trái lại còn mang một chút ngông cuồng. Hoàn toàn chính xác. Với anh ta mà nói điều kiện của em thật sự quá tốt, gần như khiến cho người ta không có bất cứ lý do nào để từ chối cả. Đoàn phù quang suy nghĩ một chút, rồi thấp giọng nói. Điều kiện chỉ là một mặt. Chị họ, em hỏi lại chị lần cuối, Em muốn theo đuổi anh ấy, chị có ý kiến gì không? Nhà tuyết cười hỏi. Nếu chị nói chị có ý kiến, vậy em sẽ từ bỏ sao? Hít sâu một hơi, đoàn phù quang hỏi thẳng. Cô không muốn nói vòng vo với bất cứ ai nữa. Có chuyện gì thì nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề. Tất cả mọi người bớt phí tâm một chút, không phải là tốt hơn hay sao? Sẽ không? Quả nhiên, nhà tuyết cười hì hì trả lời. Vì vậy, đoàn phù quang nhìn cô ta cau mày lại. Cũng tức là, cho dù thái độ của chị như thế nào, cho dù tâm ý của anh ta ra sao và bất kể quan hệ giữa chị với anh ta là gì em cũng đều muốn có người đàn ông này à cô đã nói đến nước này rồi nghe mà không hiểu chỉ có kẻ đần nhạc tuyết ra vẻ trầm tư sau đó vẫn lắc đầu dù sao thì chỉ cần hai người chưa kết hôn thì em vẫn còn cơ hội không phải sao hơn nữa tối hôm qua em thấy chị cũng không nhiệt tình với anh ấy lắm chị không thích ăn bánh bao không nhân nhưng cũng không muốn cho người khác cắn một cái à hình như cô ta cảm thấy mình ví von rất sinh động nói chưa xong đã cười còn nữa chị họ hôm nay em tới tìm chị còn có một việc cười một lúc nhạc tuyết bỗng nhiên nghiêm mặt tại sao chị phải bảo ta cảnh đồng chị bạn học của em đoàn phủ quang có chút mơ hồ chị bạn học của em làm gì cơ cô căn bản không biết nhạc tuyết đang nói cái gì chính là người bạn nam trong nhà có hầm mò kia của em đúng là cậu ta thích em từ năm nhất đã bắt đầu theo đuổi nhưng em chê cậu ta quá quê mùa trước giờ vẫn không đáp trả tình cảm của cậu ta Kết quả hôm qua bọn em ra khỏi quán ba Vừa chia tay không lâu cậu ta đã xảy ra chuyện Nhạc tuyết cầm giận bất bình nói Đoàn phù quang vẫn kinh ngạc như trước Xảy ra chuyện gì rồi Thấy phản ứng của cô không giống như giả vờ Nhạc tuyết mới biết có lẽ Chuyện này cũng không liên quan gì đến đoàn phù quang Xem ra thật sự chị không biết rồi Nghe nói là trên người cậu ta có hàng cấm Bị bắt rồi Chỉ sợ phải bị tạm giam vài ngày Cha cậu ta đã mang tiền tới bảo lãnh Có thể ra ngoài hay không thì không biết Em tưởng là em, em tưởng là chuyện này là do chị làm Nói đến phía sau Giọng nhạc tuyết cũng thấp xuống Chị tưởng cậu ta là bạn trai của em Làm sao có thể cố ý hại cậu ta cho được Có lẽ là bình thường đã đắc tội với người nào đó Chẳng hạn như là tôn công tử kia Mà chính cậu ta cũng không để ý Nếu như cậu ta đã xảy ra chuyện Cho dù là oan uổng hay là đáng đời Thì em cũng nên cách xa cậu ta một chút Nghe nhạc tuyết nói xong Đoàn phù quang liền hiểu Chuyện này nhất định là do tao cảnh đồng làm Cao Cảnh Đồng tức giận vì tên nhãi kia, hại mình, mặc dù chỉ là vô tình, nhưng nói gì đi nữa thì cũng là do cậu ta có ý xấu trước, đồng nghĩa với gián tiếp ra tay. So ra nhạc tuyết không biết gì lại coi như may mắn, tránh được một kiếp. Đương nhiên là em biết rồi, em vốn cũng không thích cậu ta, nhưng cậu ta cứ cuốn lấy em, mọi người đều là bạn bè, em không thể quá cứng nhắc được. Dù sao nhà cậu ta cũng có tiền, bình thường tìm người thanh toán giúp cũng vẫn không tệ đấy. Nhạc tuyết dừng dưng nói, trong nháy mắt cô ta lại khôi phục lại bộ dạng thường ngày Dáng vẻ dịu dàng hiền lành Thầy giáo tiết thứ hai rất biến thái Tiết nào cũng điểm danh Em đi trước đây Nhạc tuyết khoát tay Ngồi vào trong xe rồi lái thẳng ra ngoài Mãi đến khi không còn nhìn thấy chiếc xe kia nữa Đoàn phụ quang mới bất đắc dĩ quay người vào nhà Ai ngờ bà đoàn đã chờ sẵn để chất vấn cô rồi Rốt cuộc là như thế nào đây Có phải con bà tuyết như có mâu thuẫn gì hay không Gừng càng nhà càng cay cho dù hai cô gái biểu hiện vô cùng hòa thuận Nhưng bà ta vẫn nhận ra được Không có gì đâu Nhưng tối hôm qua em ấy và bạn học ở quán bar có chút quá khích Con chỉ nhắc nhở vài câu Chẳng con bé cảm thấy mất mặt Mẹ, đều là tại mẹ đấy Biết con lớn hơn Tuyết Nhi mấy tuổi Còn bảo con đi theo trong một đám trẻ con chơi bời Người ta không vui cũng là đương nhiên rồi Đoàn phủ quang nhân dịp phàn nàn Ai, Không phải là vì mẹ muốn tạo quan hệ với nhà nó hay sao Người chú kia của con rất lợi hại có thể nói chuyện với cả người trong chính phủ. Được rồi, xem ra người ta cũng không thật tâm muốn làm thân với chúng ta. Nhìn xem là cái thứ gì đây này. Vừa nhắc tới đôi bông tai kim cương, bà đoàn lại tức giận, đến đồ ăn sáng cũng không nuốt nổi nữa. Kết giao bạn bè, chọn đối tượng, thăm người thân, đều phải chú ý môn đăng hộ đối. Người ta cho chúng ta nịnh vợ, đương nhiên trướng mắt rồi. Đoàn phù quang dùng thìa khuấy bát cháo trước mặt, cúi đầu, giọng khô khốc. Chương 473 nghĩ thông suốt một số chuyện. Hạt gạo mềm dẻo, miếng thịt nạc mà không ngấy, phần cháo trứng muối thịt nạc này thơm ngào ngạt, thế nhưng Đoàn phục quang lại cảm thấy không có vị gì cả. Những lời Lạc Tuyết vừa nói qua thật làm cô rất kinh ngạc, biết rõ đối phương không xem mình ra gì, nhưng vì mình thích nên nhất định phải có được, nhất định phải chiếm hữu, dù có bị chán ghét cười nhạo. Hành động như vậy có khác gì mình năm đó đâu? vì vậy đoàn phù quang cũng không ghét sự to gan lớn mật của nhạc tuyết chỉ là cô cảm thấy như nhìn thấy mình trước kia bây giờ xem ra chỉ có thể khiến mình cảm động thôi còn lại mang đến toàn là phiền phức cho người khác cô đột nhiên cảm thấy trước kia mình thật đáng ghét làm sao dựa vào danh nghĩa tình yêu làm mình rung động nhưng lại làm người khác chán ghét mẹ đang nói chuyện với con đấy có nghe không thế hả hỏi hai lần vẫn không thấy con gái trả lời bà đoàn nóng nảy dùng đũa gõ vào mu bàn tay đoàn phù quang cô giật mình cái thìa rơi vào trong bát đoàn phù quang vội vàng vớt ra đặt sang một bên à, à, mẹ nói cái gì nhận lấy cái thìa mới do người giúp việc đưa tới lúc này đoàn phù quang mới hỏi lại cuối tuần này mẹ hẹn bà trương đánh bài uống trà chiều bà ấy sẽ dẫn theo cả cháu mình con đến gặp mặt xem sao bà đoàn rất khoát nói xem mắt lại nữa à con không đi đâu chủ nhật con phải đi công tác không về kịp đoàn phù quang cúi đầu ăn cháo không chút nghĩ ngợi mà từ chối cô vừa nói vừa tính toán trong lòng nghe nói hai ngày trước xảy ra vụ tai nạn xe rất khác thường ở đường cao tốc gây ra ở mỹ rất lớn nhưng tin tức đều bị phong tỏa nhưng mà theo tin nhắn trên wechat của một người bạn cũ làm việc trong đội giao thông anh ta từng thấy phó cầm hành xuất hiện tại hiện trường còn ôm một người phụ nữ bị thương từ bên trong ra lúc đoàn phù quang đọc được tin nhắn này suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là người phụ nữ kia nhất định là Hà Tư Ca, không phải cô gái kia thì còn có thể là ai? Nếu là những phụ nữ khác, đừng nói bị thương, cho dù có chết rồi thì với tính cách của phó cầm hành cũng chưa chắc hắn sẽ nhìn một gái. càng đừng nói là ôm ra, hắn đâu có tốt bụng tới vậy. Con giả ngu với mẹ đúng không? Chuyện xem mắt quan trọng hay là đi công tác quan trọng hơn? Bà Đoàn đặt mạnh đôi đũa xuống giận dữ hét lên. Mẹ, con không biết rốt cuộc mẹ còn cái gì chưa hài lòng nữa. Ngay cả ba con bây giờ cũng uống trà trồng hoa luyện thái cực quyền rồi Sao mẹ vẫn mơ giấc mơ không thực tế như thế Con đã rất cố gắng Cố gắng cho mẹ sống cuộc sống không thua kém bạn bè thân thích Hai năm rồi mới trả hết nợ nần Mẹ cho con thở một chút được không Đoàn phù quang cũng hoàn toàn bùng nổ Cô đứng phát dậy Chống hai tay lên bàn ăn Mặt đỏ lên Sinh ra trong một gia đình bên ngoài hào nhoáng Nhưng bên trong lại rỗng tuếch như vậy Điều duy nhất cô có thể làm chính là Nghiến răng gắng ngược mà chống đỡ tuy phó cầm hành đã nói không cần trả lại khoản tiền kia nhưng tháng nào cô cũng vẫn trả một khoản cố định liên tục nhiều tháng như vậy cũng đã trả hết hắn không gửi lại có lẽ là đã hiểu suy nghĩ của cô điều này làm đoàn phù quang nhẹ nhõm phần nào à con còn cảm thấy oan ức hả à? bà mẹ sinh con ra nuôi con lớn chẳng lẽ hy sinh một chút mà con cũng không làm được à bà đoàn dường như cũng bị nói trúng tim đen Cân cào giọng một lần át sự lên án của con gái đúng mẹ sinh con ra nuôi dưỡng con còn muốn ép con gà cho người có tiền để mẹ là một người mẹ vợ được hưởng phúc mẹ đừng trách con bất hiếu là do mẹ ép con con sẽ tùy tiện tìm một người đàn ông lỗ mãng để cho bụng to lên rồi gà cho người ta đến lúc đó đừng nói đến sinh lễ ngay cả đám cưới cũng không có đâu đến mức này rồi không thể nào nuốt trôi được bữa sáng này nữa đoàn phù quang cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài bà đoàn ngồi một mình trong phòng ăn tức giận đến mức mặt trắng bệch người giúp việc trong nhà đến thở mạnh cũng không dám sợ bị mắng oan. Rời khỏi nhà họ đoàn, tâm trạng đoàn phù quang rất tệ. Cô lái xe trên đường mấy vòng. Lúc đang đợi đèn đỏ, điện thoại lại vang lên. Cô theo bản năng nhét tay nghe vào tai. Lúc này mới nhìn màn hình thông báo trên điện thoại. Trong một lần tức giận, đoàn phù quang đã xóa số của tạc cảnh đồng ra khỏi danh sách. Thế nhưng, dãy số đó đã sớm được nhớ kỹ trong lòng rồi. Sao mãi mới nhấc máy thế? Bên kia truyền đến giọng nói của cậu ta. Chắc là vừa tỉnh ngủ, vẫn chưa rời giường mang theo chút lời biếng và còn rất gợi cảm đoàn phù quang không nhịn được nuốt nước miếng một cái cô nhớ dáng vẻ tạc hành đồng lúc ngủ cảm giác giống như một con báo đực mới trưởng thành tràn ngập năng lượng lại mang theo chút dịu dàng tôi đang lái xe cô thấp giọng ho một tiếng khiến mình trở lại bình thường tôi vừa dậy lâu lắm rồi không ngủ dậy muộn như vậy tối hôm qua mệt quá cậu ta cười thầm hai tiếng có chút đắc ý anh 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 đáng ghét Đoàn phủ quang nghiến răng Em đi sớm như vậy à Biết rõ là cô đang xấu hổ Nhưng tàu cảnh đồng vẫn cố ý muốn trêu chọc Liên quan gì đến anh Tôi phải đến bệnh viện, cúp máy đây Hai tay cô đòi bừng còn nói nữa Chỉ sợ không lái xe được Đến bệnh viện, em không khỏe ở đâu à Tàu cảnh đồng giật mình ngồi bật dậy Cậu ta còn tưởng là thuốc còn sót lại Làm cho cô khó chịu Không phải, tôi đi thăm một người Không nói nữa, tôi muốn tập trung lái xe Đoàn Phù Quang không nói hai lời, cúp điện thoại. <laughs> Cô thở dài một hơi, vỗ vỗ gương mặt hơi nóng lên, xem ra mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa, trốn lâu như vậy, sớm tưởng rằng đã làm cho anh từ bỏ, không ngờ hai người lại còn không cẩn thận ngủ với nhau luôn rồi. Lần này đúng là tự đào hố chôn mình mà. Nghe cấp dưới báo cáo, nói Đoàn Phù Quang đang ở dưới chân bệnh viện, muốn đi lên, Phó cầm hành lập tức có chút kinh ngạc, cũng có chút tò mò. Hơn nữa cô cũng nói rất rõ ràng Mình đến thăm Hà Tư Ca Hắn đã nói giữ kín mọi thông tin về vụ tai nạn xe Tại sao vẫn có người biết được Vì muốn làm rõ ý định của cô Phó Cẩm Hành suy nghĩ một chút Rồi vẫn cho cô lên Đoàn Phù Quang nhanh chóng ôm một đóa hoa bách hợp Đi ra khỏi thang máy Phó Cẩm Hành đặc biệt chờ ở hành lang phòng bệnh Nhìn thấy cô hắn lập tức lên đón Tôi nói trước nhé Tôi không có ác ý Đoàn Phù Quang lập tức nói rõ mục đích mình đến đây chỉ thiếu nước giơ hai tay lên đầu hàng Sao cô lại biết được Hắn nghiêm mặt hỏi Một người bạn học cũ của tôi trong đội giao thông Không cẩn thận nói ra Anh yên tâm tôi đã cảnh cáo anh ta rồi Hơn nữa anh ta cũng chỉ là một miệng nói ra Trong đoạn chat mấy người chúng tôi mà thôi Có lẽ không truyền ra ngoài đâu Đoàn phù quang vội vàng giải thích Đây cũng không phải là vấn đề chắc hay không chắc Nhìn dáng vẻ phó cẩm hành Chỉ sợ cái người vô tình để lộ tin kia Sắp gặp xui xẻo rồi cái thời này muốn ém nhẹm tin tức thực ra cũng không dễ. Không phải tôi nói giúp cho bạn học cũ, mà xét tình hình lúc đó nhiều người nhìn thấy như vậy, khó mà bảo đảm là không có ai nói ra. Cô vừa nói vừa giơ bó hoa trong tay lên. Tôi đặt hoa xuống, thăm một lúc rồi đi, tuyệt đối không ảnh hưởng vợ anh nghỉ ngơi đâu. Nếu như phó cầm hành không phủ nhận, thì chẳng khác gì đã thừa nhận người bị thương là tư ca rồi. Tôi tưởng tình bạn chị em cây khế của cô đã hết hạn rồi Không ngờ cô lại là người đầu tiên tới thăm cô ấy Hắn lắc đầu Trong giọng nói mang theo chút châm biếm Đoàn phú quang dừng bước Suy nghĩ một chút mới mở miệng nói Chỉ là đã nghĩ thông một số chuyện Cảm thấy trước kia mình thật đáng ghét Vì muốn đạt được một số thứ vốn không thuộc về mình Mà không ý thức được đã làm hại đến người khác Hử? Phó cẩm hành như mới nghe được một chuyện thú vị Hắn dừng bước Nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi Anh còn nhớ chuyện ở nhà phó cẩm thiêm trước kia không? Tuy rằng rất xấu hổ nhưng đoàn phù quang cảm thấy mình vẫn cần phải nói thật tất cả coi như là bù đắp sai lầm đã qua hình như chẳng phải là ký ức khiến cho người ta vui vẻ vốn dĩ tôi đã xem nhẹ chuyện đó rồi vậy mà cô lại chủ động nhắc tới vậy tôi cũng chỉ có thể nói chuyện đó thực sự rất khó mà quên được phó cẩm hành khẽ cười một tiếng cố ý nghiền ngẫm từng chữ đoàn phù quang cũng đứng lại bình tĩnh mà chậm rãi mở miệng tôi thừa nhận chuyện đó là do tôi không quang minh chính đại vì vậy trong lòng tôi luôn cảm thấy áy náy nhưng tôi hy vọng anh có thể biết người em trai kia của anh cũng chẳng phải là hạng tốt đẹp gì nếu anh đã có thể điều anh ta đi khỏi phó thì vì sao không dứt khoát khiến anh ta hoàn toàn không còn khả năng chờ mình nữa chuyện phó cẩm thiêm bị điều sang hàng qua tuy không đến nỗi tất cả mọi người đều biết nhưng cũng không phải là bí mật vì vậy cho dù đoàn phụ quang có biết cũng không phải chuyện lạ dù sao cậu ta cũng là em họ của tôi cho dù tôi muốn làm như vậy thì những chú bác trong nhà cũng chưa chắc đã đồng ý Nhà họ phó mặc dù là gia tộc lớn, nhưng tình hình cũng không khác với gia đình cô lắm. Ít con cháu, mà kẻ ra hồn thì càng thiếu. Phó Cẩm Hành trầm ngâm, nghiêm túc trả lời. Ít nhất tôi cũng sẽ không vạch áo cho người xem lưng, cũng hiểu rõ bản lĩnh của mình được đến đâu, sẽ không đối nghịch với anh họ của tôi, thậm chí còn muốn đuổi người ta xuống đài. Đoàn Phù Quang nói năng sắc bén. Có lúc không phải là kẻ thù bên ngoài dáng cho anh những cú đánh liên tiếp nặng nề, mà lại là người bên cạnh từ từ rút cùi dưới đáy nồi. Cho dù như thế nào, anh vẫn nên cẩn thận với Phó Cẩm Thiêm này. Phó Cẩm Hành là người thông minh, cô biết, mình không cần phải nói quá nhiều, hắn nhất định sẽ hiểu. Chuyện này là do một tay anh ta sắp xếp, cho dù cô có vô sỉ như thế nào, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, rất khó có thể tự nghĩ ra chuyện như thế. Nếu không phải Phó Cẩm Thiêm thuyết phục cô nhiều lần, đoàn phù quang cũng sẽ không đọc lòng. Được, tôi biết rồi, cảm ơn lời nhắc nhở của cô. Phó Cẩm Hành khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn. Hắn chỉ căn phòng bệnh phía trước. Đi thôi, có lẽ cô ấy đã tỉnh ngủ rồi. Nói xong hắn tiếp tục dẫn đường. Đoàn phù quang đi theo phía sau. Đi vào phòng bệnh, cô nhìn thấy Hà Tư Ca đang nằm trên giường bệnh. Chán Hà Tư Ca vẫn cuốn băng gạc, trên cổ và cánh tay cũng chỉ có những vết chảy sức nhỏ, không tính là nghiêm trọng, qua mấy ngày là khỏi. Cô đoàn tới thăm em. Phó Cẩm Hành mở miệng nói, Chị Bình nhận lấy đóa hoa trên tay đoàn phủ quang, cầm đi cắm vào Bình. Cảm ơn cô. Ở trong bệnh viện ngột ngạt mấy ngày, thấy có người tới, Hà Tư Ca rất vui.